Còn tại quận Sơn Trà, qua theo dõi phiên khai mạc kỳ họp lần này, cán bộ công chức viên chức quận Sơn Trà cũng đã gửi gắm nhiều niềm tin vào các đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 10. Chúng tôi rất quan tâm đến cái kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân thành phố trong cái điều kiện mà không còn hệ thống Hội đồng Nhân dân cấp quận và phường. Thứ nhất là đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm, có chỉ đạo, có giải pháp hữu hiệu và hỗ trợ cho các cấp chính quyền để thực hiện tốt việc chống dịch COVID, đảm bảo hoạt động của xã hội trở lại như thường lệ. Thứ hai thì chúng tôi cũng mong là Hội đồng Nhân dân tổ chức hình thức mà giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ quan chính quyền và sâu sát với cơ sở hơn nữa. Đối với cán bộ công chức cấp phường thì chúng tôi cũng mong muốn Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ đưa ra nhiều quyết sách để cho cán bộ công chức cấp phường như chúng tôi cố gắng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, và cũng mong muốn thành phố sẽ có những chính sách hỗ trợ đảm bảo đời sống vật chất cho cán bộ công chức phường. Qua đó chúng tôi sẽ cố gắng cái hoàn thành cái nhiệm vụ của địa phương cũng như là cái nhiệm vụ chung về phát triển thành phố Đà Nẵng trong tương lai.